ngày 7 tháng 10 năm 2020, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất viện cho cặp song sinh Diệu Nhi, Trúc Nhi. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Y tế, 93 thành viên trong ekip phẫu thuật tách dính đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Giấy, Chấn thương chỉnh hình, Xuyên Á, Bệnh viện Mắt cùng với các mạnh thường quân và toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Nhìn lại hành trình chăm sóc hai bé trong 85 ngày qua của các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Do hai cái bé này nó trải qua cái cuộc phẫu thuật rất là lớn liên quan tới bốn chuyên khoa đó, thì trong thời gian đầu là sẽ chia ra một lớp bác sĩ chuyên trực cho bé là gồm có bốn bác sĩ, và sau đó thì mình mỗi một bác sĩ như vậy mình sẽ trực 24 giờ và sau đó mình chia ca, mỗi một ca như vậy là khoảng hai bác sĩ cho ở bên bé là 24/24. Trong thời gian đầu thì phải theo dõi rất là sát của bé, cái tình trạng thứ nhất là cái tình trạng mà cái đường tiêu hóa của bé đó, tại vì hai bé nó có chung đường tiêu hóa thì mình tách ra, và đó là cái theo dõi cái tình trạng đường tiêu hóa của bé. Rồi thứ hai là cái tình trạng đường tiết niệu của bé đó. Rồi thứ ba nữa là cái tình trạng nhiễm trùng. Cái bé Diệu Nhi á là nó bé có cái bất thường về đường thở nữa, nó hẹp cái quản bên trái, và đó khi mình rút nó thở ra mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi mà mình rút ra rồi mà bé nó thở tốt mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Hai ba năm ba. Những bước chân đứng đi tập tễnh đầu tiên được Trúc Nhi, Diệu Nhi thực hiện, dẫu còn khó khăn nhưng là một bước tiến lớn của sự hồi phục. Chị nó đứng và nó đi như là bao cái đứa bé bình thường khác. Tuy nhiên cái việc chấp nhi nó thì nó còn phải đợi theo cái tình hình sức khỏe của con. Nhưng mình hy vọng là có thể tới chẳng hạn như nó có thể đạt được những chức năng khác giống như những bé bình thường khác vào khoảng tầm 2 tuổi, và cái mốc mà mình sẽ hướng đến.